Thì các em biết là đây là một cái trò chơi để thử cái logic cũng như là suy luận của chúng ta. Quy luật của trò chơi này là người ta cho chúng ta sẵn một cái ô số có kích thước là 9x9. Kích thước này thực chất thì có thể thay đổi, nhưng mà phổ biến nhất người ta vẫn chơi là 9x9. Và như vậy nó sẽ có 9 vòng, 9 cột, và người ta chia nó ra thành 9 cái vùng. Mỗi một cái vùng có kích thước là 3x3, tức là 9 ô như thế này. Thí dụ như cái vùng màu xanh của thầy đây là một vùng. Tiếp theo 3x3 này là một vùng nữa. Rồi các cái ô 6, 7, 8 bên này là một vùng nữa. Thì nhiệm vụ của người chơi là làm sao điền các cái số từ 1 tới 9 vào những cái ô trống trong này. Người ta cho sẵn một số ô đã có số rồi, chúng ta sẽ điền vào những ô trống, sao cho ở một cái hàng bất kỳ, thí dụ thầy xét hàng số 0 thì nó là không có bất kỳ hai số nào giống nhau, tức là các số phải đủ từ 1 đến 9, đó là hoán vị của 1 đến 9 và bố trí vào đây. Thứ tự của nó như thế nào không biết, nhưng mà không được quyền có hai số 2, không được quyền có hai số 3 cũng như là những số khác. Một cột bất kỳ của thầy cũng phải thỏa tính chất đó, và một cái khối 3x3 bất kỳ cũng phải chứa các số từ 1 đến 9, không được quyền có sự trùng lắp xảy ra. Thì cái đó là nhiệm vụ của người chơi. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta load một cái dữ liệu có sẵn từ file lên, ví dụ có một cái ô số người ta cho chúng ta sẵn, bây giờ chúng ta load lên, chúng ta nạp vào chương trình của ta, thì làm sao chúng ta biết được là cái trạng thái hiện tại, cái trạng thái ban đầu của cái ô số đó là hợp lệ hay không, thì mình phải đi kiểm tra. Lỡ người ta cho nó có hai số 3 nằm trên cùng một dòng thì sao? Hoặc là người ta cho trong cái khối này, ví dụ như nó có hai số 5 thì sao? Thì mình phải phát hiện ra được những cái chuyện đấy. Như vậy thì khi chúng ta nạp dữ liệu vào thì cái việc đầu tiên thì yêu cầu chúng ta là kiểm tra xem một cái dòng, một cái cột hoặc là một cái khối 3x3 nào đó nó có bị vi phạm tính chất hay không. Và cái khối 3x3 thầy quy định luôn nha các em. Khối nó nằm ở góc trên là khối số 0. Cái vùng mà tiếp theo là số 1, số 2, vùng 3, 4, 5 và 3 cái ở dưới là nó chia thành các cái vùng là 6, 7, 8. Như vậy tùy chúng ta muốn kiểm tra cái vùng nào thì chúng ta sẽ truyền cái số K tương ứng vào ở cái vùng đấy. Rồi bây giờ chương trình này thì chúng ta làm như thế nào? Thầy nói qua về cái xử lý của nó ha. Thì ở đây các em thấy là mình vẫn khai báo một cái ma trận kích thước là 9x9 để mình lưu. Do đó cái kích thước ở trong cái hàm đọc file của thầy, thầy không truyền vào nha. Và trong cái file dữ liệu thầy cũng không có lưu cái đó luôn. Cái file dữ liệu thí dụ như ở đây thì mở các em cho xem một cái file dữ liệu, thí dụ nó tên là sudoku.tt gì đấy. Đó, thì cái file này của thầy là thầy chỉ lưu là 9 dòng 9 cột thôi. Mỗi dòng có 9 số. Thì những cái ô nào mà số 0 á là những cái ô đó là chưa có điền vào, chưa được điền vào. Như vậy trên một cái dòng, một cái cột thì thầy được quyền có nhiều số 0. Nhưng mà thầy không được quyền có nhiều số 2 hay nhiều số 3 hay là nhiều số 1. Thì chúng ta để ý cái file này. Cái file này các em có thể nhập vào hoặc các em có thể copy từ cái file Excel bỏ ra rồi mình điều chỉnh lại thôi. Những chỗ nào mà chưa được điền vào chúng ta nhập số 0. Được không? Được, cái file đó là cái file dữ liệu của chúng ta sẽ đọc vào. Hàm kiểm tra dòng. Thầy kiểm tra trên cái dòng K, K từ 0 đến 8 thì có đó bị vi phạm, bị trùng không? Có hai số trùng nhau không? Như vậy một cái dòng của chúng ta có phải là nó là một cái mảng một chiều không các em? Như vậy đây là bài toán gì? Kiểm tra trong một cái mảng một chiều xem có hai phần tử nào trùng nhau không. Mà số 0 trùng thì được nha, nhưng mà những số khác không trùng là không được. Như vậy nếu mà nó có số 0 trùng thì vẫn ok, nhưng mà số khác không trùng là không được. Và tương tự như vậy cho một cái cột hoặc là một cái khối 3x3 thì cái khối 3x3 này chúng ta nó khó. Đấy, thì các em suy nghĩ cái bài này thì mình sẽ cài đặt như thế nào. Thì ở dưới thầy gợi ý một số cái phần cài đặt ở dưới chúng ta có thể tham khảo. Đây là hàm kiểm tra dòng của thầy. Rồi đây là hàm kiểm tra khối 3x3. Thì ở đây nó có một số cái kỹ thuật thì thầy có chú thích vào trong này, do đó là các em có thể đọc
nha, các em có thể đọc qua. Đây thầy chỉ đổ, kỹ thuật là thầy sẽ đổ cái khối 3x3 đó vào một cái mảng một chiều thôi. Còn có cái mảng một chiều rồi thì các em kiểm tra trùng trên cái mảng một chiều đó, thì các em lấy cái đoạn phía trên các em đắp xuống không. Đó, thì đó là một cái phần. Rồi, cái hàm phía sau này thì từ từ chúng ta sẽ làm ha. Trước mắt là các em làm cái xử lý theo như yêu cầu trong file Excel cho thầy. Kiểm tra dòng, kiểm tra cột và kiểm tra được cái khối 3x3 là ok.